Xin chào các bạn, đây là bệnh nhân Thu Thảo. Hôm nay bạn ấy đến phòng khám để nhổ hai chiếc răng 4 hàm dưới, mục đích để kéo nuôi sản hô. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tiến trình nhổ răng của bạn ấy nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng xem quá trình nhổ răng của bạn Thu Thảo. Chúng ta đã thấy thì quá trình nhổ răng diễn ra khá dễ dàng và thuận lợi. Và tiếp tới bạn ấy sẽ được tiến hành theo kế hoạch là kéo nuôi để giảm hô. Và chúng ta hãy cùng chờ kết quả cuối cùng của bạn ấy nhé. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau.